Cảm phúc chào đón quý khán giả đến với chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Còn gì sung sướng hơn được thưởng thức một ly nước mía tươi thơm ngon tinh khiết? Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu máy ép nước mía, đủ ngon để dùng cho gia đình, đủ mạnh để dùng cho nhà hàng và tiệm bar. Chiếc máy tạo nước giải khát siêu tinh khiết, nhỏ, gọn, tiện lợi, độ bền cao, dễ sử dụng với chất lượng vượt trội, rất mạnh, ép kịp nước chỉ trong một lần. Mới một năm bảo hành tại Mỹ, hãy gọi ngay 480-359-9617, 480-359-9617 để có cho mình và tiệm một máy ép nước mía siêu tinh khiết. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021, mời quý khán giả cùng đón xem một số tin từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona. Cảnh sát Mesa đang tìm kiếm nghi phạm xâm nhập nhà và âm mưu tấn công tình dục. Tin California. Các nhà máy rượu, nhà hàng ở California kiện Gavin Newsom về lệnh cấm ăn uống trực tiếp. Tin Pennsylvania. Khi hàng triệu người ở Pennsylvania tìm kiếm vaccine COVID-19, tiểu bang yêu cầu cư dân hãy kiên nhẫn. Tin New Jersey. Vé Mega Millions trị giá 1 triệu Mỹ Kim đã được bán tại hai cửa hàng tiện lợi. Ở New Jersey, 8 người đoạt giải 3 với tổng trị giá lên tới 90.000 Mỹ Kim. Tin New York. Đây là tất cả các luật mới có hiệu lực ở New York. Tin Virginia. Người đàn ông Virginia bị buộc tội là một phần của đám đông xông vào Capitol. Tin Washington DC. DC sẽ bị khóa trong bao lâu? Quân đội vệ binh quốc gia ở lại sau lễ nhậm chức của Joe Biden. Nhà hàng ở DC được phép ăn bên trong từ thứ Sáu với sức chứa giảm. Tin Hoa Kỳ. Texas chuẩn bị đưa ra nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Joe Biden. Kelly McEnany để lại thư cho các quan chức báo chí Joe Biden. Những kẻ bạo động Antifa ở Seattle gây thiệt hại cho cửa hàng Starbucks đầu tiên trong cuộc biểu tình của Joe Biden. Một số kỷ niệm về Tổng thống Donald Trump. Bài phát biểu chia tay của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump. Và giờ này, mời quý khán giả cùng đón xem các bản tin chi tiết từ các tiểu bang và tin Hoa Kỳ. Tin Arizona. Cảnh sát Mesa đang tìm kiếm nghi phạm xâm nhập nhà và âm mưu tấn công tình dục. Tin từ Mesa, Arizona. Các quan chức của Sở Cảnh sát Mesa đang yêu cầu sự giúp đỡ của công chúng khi họ làm việc để xác định một người mà họ tin rằng có liên quan đến 4 vụ xâm nhập nhà và cố gắng tấn công tình dục. Theo một tuyên bố đưa ra vào ngày 21 tháng 1, các sự cố xảy ra từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 đến ngày 21 tháng 1. Hai trong số các sự cố, một vào ngày 10 tháng 12 và một vào ngày 20 tháng 1, xảy ra tại một khu chung cư gần khu vực phía Nam và Longmore. Trong khi các sự cố khác, cả hai đều diễn ra vào ngày 21 tháng 1, xảy ra gần Southern Avenue và Dobson và Southern Avenue và Longmore. Tất cả các sự việc liên quan đến nạn nhân nữ và xảy ra ở bất cứ lúc nào từ 9h30 tối đến 7 giờ sáng, theo các quan chức cảnh sát. Nghi phạm đã tự ý đi vào căn hộ của nạn nhân hoặc đi vào bằng cửa không an toàn và trở thành bạo lực khi cố gắng thực hiện hành vi tấn công tình dục. Nghi phạm được mô tả là một người đàn ông da đen trong độ tuổi 20, cao từ 5,10 đến 6 feet với dáng người lực lưỡng và mái tóc đen ngắn rẽ ngôi khoảng 1 đến 2 inch. Trong hai vụ việc, nghi phạm được nhìn thấy mặc một chiếc áo hoodie màu đen với dòng chữ Premier Soccer, bằng chữ màu xanh lá cây. Bất kỳ ai có thông tin nào hãy gọi cho cảnh sát Mesa theo số 480-644-2211 hoặc nếu có trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911. Tin California, các nhà máy rượu, nhà hàng ở California kiện Gavin Newsom về lệnh cấm ăn uống trực tiếp. Một nhóm các nhà máy rượu và nhà hàng ở California đã kiện thống đốc Gavin Newsom và quan chức y tế công cộng của tiểu bang trong tuần này
với nỗ lực lật ngược lại lệnh cấm của tiểu bang đối với việc ăn uống ngoài trời và nếm rượu. Liên minh quốc gia rượu vang để mở lại an toàn một nhóm gồm hơn 50 doanh nghiệp ở các quận Napa, Sonoma và bị cáo buộc trong vụ kiện rằng lệnh cấm của California là tùy tiện, phi lý và không công bằng. Đồng thời, nó làm tổn thương đến các doanh nghiệp địa phương và hàng nghìn công nhân bị thiệt hại công việc của họ. Các nhà hàng và nhà máy rượu đưa vụ kiện mới chống lại tiểu bang cho biết họ đã bị nhắm mục tiêu không công bằng mà không có bằng chứng khoa học, trong khi các doanh nghiệp trong nhà khác như các nhà bán lẻ được phép tiếp tục hoạt động với ít quy định hơn. Mừng Trinh xin kính chào quý khán thính giả của đài Việt News Arizona và US. Tin Pennsylvania, khi hàng triệu người ở Pennsylvania tìm kiếm vaccine COVID-19, tiểu bang yêu cầu cư dân hãy kiên nhẫn. Khoảng 12 triệu du khách, gần bằng dân số của tiểu bang, đã trực tuyến để xem bản đồ Pennsylvania về các địa điểm mà họ có thể đăng ký vaccine COVID-19 vào thứ Ba. Họ đến lượt các nhà cung cấp lại bị dồn dập số lượng người ghi danh chích ngừa. Tuy nhiên, thật không may, thiếu vaccine và nhân viên phải xử lý tất cả các cuộc gọi. Nó xảy ra trong vài giờ sau khi tiểu bang chính thức mở rộng khả năng đủ điều kiện tiêm vaccine cho tất cả mọi người trên 65 tuổi và những người trẻ hơn mắc các bệnh mãn tính. Chính phủ liên bang khuyến nghị mở rộng. Thật không may, chúng tôi không có đủ vaccine cho tất cả những ai muốn tiêm ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ có nhiều vaccine hơn trong tương lai. Phát ngôn viên Bộ Y tế tiểu bang Barry Sitko-Chipple cho biết hôm thứ Tư, tiểu bang đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược sĩ để xoa dịu sự kỳ vọng của công chúng, ông nói. Sitko-Chipple cho biết Pennsylvania đang yêu cầu chính phủ liên bang cung cấp tối đa lượng vaccine hiện có và đang nhận được một lượng vaccine ổn định khoảng 140.000 mỗi tuần. Tuy nhiên, việc mở rộng hôm thứ Ba đã tăng số lượng người Pennsylvania đủ điều kiện lên khoảng 3,5 triệu người. Hơn nữa, mọi người cần liều thứ hai khoảng 3 tuần sau đó để được tiêm chủng đầy đủ, có nghĩa là tiêm chủng sẽ cần 7 triệu liều. Tin New Jersey, vé Mega Million trị giá 1 triệu Mỹ Kim đã được bán tại hai cửa hàng tiện lợi New Jersey. 8 người đoạt giải 3 với tổng trị giá 90.000 đô la. Các quan chức sổ số New Jersey cho biết cặp vé Mega Million trị giá 1 triệu đô la được bán ở New Jersey cho kỳ quay số 865 triệu đô la vào thứ Ba đã được mua tại các cửa hàng tiện lợi ở các hạt Atlantic và Somerset. Các quan chức sổ số New Jersey cho biết những tấm vé may mắn đã được mua tại 7-Eleven trên 1.500 block của đại lộ Atlantic ở thành phố Atlantic và cửa hàng tiện lợi Lucky Spot trên đại lộ Gaston ở Somerville. Mỗi số khớp với 5 con số, nhưng không khớp với Megabar. Ngoài ra, có 8 vé giải 3 được bán ở New Jersey khớp với 4 con số cộng với Megabar. Một vé bán tại 7-Eleven trên đường 88 ở Point Pleasant trị giá 20.000 USD vì nó được mua bằng Megaplay với giá thêm 1 USD. Những chiếc khác trị giá 10.000 USD. Giải độc đắc cho lần quay số hôm thứ Sáu đã tăng lên 970 triệu Mỹ Kim với tùy chọn tiền mặt ít nhất là 716,3 triệu Mỹ Kim và sẽ có khả năng lớn thứ Ba trong lịch sử xổ số của Hoa Kỳ. Nó có thể lên trên 1 tỷ đô la nếu doanh số bán vé tăng mạnh trên toàn quốc. Tin New York, đây là tất cả các luật mới có hiệu lực ở New York. Mức lương tối thiểu đang tăng ở New York và luật nghỉ ốm mới cũng sẽ có hiệu lực vào năm 2021. New York là một trong 15 tiểu bang có luật nghỉ ốm có lương và người lao động có thể sử dụng thời gian nghỉ ốm để tự khỏi bệnh, chăm sóc một thành viên trong gia đình bị ốm hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ cho bản thân hoặc thành viên gia đình vì bạo lực gia đình, tấn công tình dục, rình rập hoặc buôn người.
Theo văn phòng của thống đốc Andrew Cuomo, khoảng 1.3 triệu người New York không được nghỉ ốm có lương trước pháp luật và gần 1 trong 4 công nhân đã báo cáo bị sa thải hoặc bị đe dọa chấm dứt hợp đồng vì nghỉ ốm. Không ai phải lựa chọn giữa việc đi làm hoặc chăm sóc người thân bị bệnh và không được trả lương, đặc biệt là khi chúng ta tiếp tục chiến đấu với đại dịch COVID-19. Thống đốc Kathy Hochul nói, nhân viên tại hầu hết các doanh nghiệp có thể bắt đầu sử dụng những ngày nghỉ ốm mà luật mới cho phép họ bắt đầu cộng dồn vào tháng 9, với tỷ lệ 1 giờ cho mỗi 30 giờ làm việc. Mọi trường hợp nghỉ ốm không sử dụng được phải chuyển sang năm sau. Các công ty có hơn 100 nhân viên phải cung cấp cho người lao động 56 giờ, tương đương 7 ngày nghỉ ốm, có lương mỗi năm. Điều đó giảm xuống còn 40 giờ 5 ngày ở hầu hết các công ty có từ 5 đến 99 nhân viên. Người lao động tại các công ty có ít hơn 4 nhân viên và thu nhập ròng dưới 1 triệu đô la phải cung cấp tối đa 40 giờ nghỉ ốm không lương mỗi năm. Và mức lương tối thiểu hàng giờ hiện là 14 đô la một giờ ở Long Island và có Westchester theo những thay đổi có hiệu lực vào thứ Tư. Mức lương ở phần còn lại của New York đã tăng từ 11.80 Mỹ Kim lên 12.50 Mỹ Kim. New York bắt đầu tăng dần mức lương tối thiểu 15 Mỹ Kim trên toàn tiểu bang vào năm 2016 và thành phố New York đạt 15 Mỹ Kim vào năm 2018 và 2019. Mức lương tối thiểu sẽ tiếp tục tăng hàng năm ở các tiểu bang còn lại cho đến khi đạt mức 15 đô la. Ủy viên lao động của tiểu bang sẽ thông báo mức tăng tiếp theo vào ngày 1 tháng 10 với tỷ lệ dựa trên chỉ số giá tiêu dùng. Theo ủy viên lao động bang Roberta Reardon, trong một báo cáo vào giữa tháng 12, nhiều khả năng việc tăng lương tối thiểu sẽ không gây hại đáng kể đến sự phục hồi kinh tế của Long Island, Westchester và New York khỏi đại dịch toàn cầu. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức cao nhất trong tháng 4 là 15.9% ở Long Island và Westchester và 15.4% ở các vùng ngoại ô xuống còn 7.1% và 6.8% vào tháng 10. Bà nói, trước cuộc khủng hoảng này, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục trong khi tăng lương tối thiểu, cải thiện cuộc sống của hàng nghìn người dân New York và chúng tôi sẽ xây dựng lại nền kinh tế của mình trong khi tiếp tục dẫn đầu quốc gia trong cuộc chiến vì công bằng kinh tế. Khoản đầu tư này vào công nhân của chúng tôi một lần nữa chứng minh rằng ở New York, chúng tôi tin rằng công việc của một ngày công bằng xứng đáng với một ngày công bằng. Thanh Tâm xin kính chào quý khán giả Tin và Xin Nhà. Người đàn ông và xin nhà bị buộc tội là một phần của đám đông xông vào Capitol. Tin từ Jeff Shapiro và Xin Nhà, các tài liệu của tòa án cho biết một người đàn ông và xin nhà bị buộc tội là một phần của những kẻ bạo loạn tại điện Capitol Hoa Kỳ đã đăng trên Facebook rằng anh ta cảm thấy dễ thương và có thể bắt đầu một cuộc cách mạng sau đó. Vào ngày xảy ra cuộc bao vây bạo lực, phát ngôn viên FBI nói với báo chí rằng Jacob J. Hughes đã đầu hàng vào sáng thứ ba tại văn phòng FBI ở Jeff Shapiro. Kể từ đó, anh ấy đã được phát hành thêm một mối quan hệ công nhận cá nhân. Một ảnh chụp màn hình trong các tài liệu của tòa án cho thấy người đàn ông được xác định là Hughes đeo kính bảo hộ và đeo kính bên trong điện Capitol. Anh ta chuẩn bị ra hầu tòa từ xa ở Washington vào thứ Sáu. Tin Washington DC. DC sẽ bị khóa trong bao lâu quân đội vệ binh quốc gia ở lại sau lễ nhậm chức của Biden? Cả Bộ An ninh Nội địa và FBI, cả hai cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo sự kiện an ninh đặc biệt ở Washington DC vào ngày nhậm chức, ngay lập tức đưa ra thông báo hôm thứ Tư. Sau khi Biden tuyên thệ ở bên ngoài điện Capitol của Hoa Kỳ về việc sự hiện diện quân sự cao độ sẽ duy trì trong bao lâu, khu vực trung tâm thành phố bây giờ buổi lễ đã kết thúc. Một quan chức của Bộ Quốc phòng từ chối bình luận về vấn đề này, đồng thời chuyển Fox News đến Bộ An ninh Nội địa hoặc FBI để tiết lộ thông tin về việc giảm sự hiện diện an ninh. Hơn 25.000 thành viên vệ binh quốc gia từ tất cả 50 tiểu bang,
và vùng lãnh thổ và Washington DC đã hỗ trợ chính quyền liên bang và cấp quận tại lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59 hôm thứ Tư. Theo số liệu mới nhất do Cục Vệ binh Quốc gia công bố, Bộ An ninh Nội địa đã làm việc với tất cả 200 đối tác của mình, bao gồm cả quân đội vệ binh quốc gia, cũng như ít nhất 14.000 quan chức thực thi pháp luật và 5.000 nhân viên Bộ Quốc phòng. Nhà hàng ở DC được phép ăn bên trong từ thứ Sáu với sức chứa giảm. Các nhà hàng ở Washington sẽ có thể chào đón khách hàng của họ vào bên trong lần đầu tiên kể từ Giáng sinh, vì lệnh cấm ăn uống trong nhà trên toàn thành phố sẽ hết hiệu lực vào ngày 22 tháng 1. Việc hạn chế ăn uống trong nhà được thị trưởng Muriel Bowser gọi là tạm dừng nghỉ lễ, có hiệu lực vào ngày 22 tháng 12 như một phần nỗ lực của thành phố nhằm kiềm chế sự lây lan của virus Vũ Hán. Ban đầu nó dự kiến kết thúc vào ngày 15 tháng 1, nhưng Bowser đã kéo dài nó thêm một tuần nữa với lý do lo ngại về an ninh và sức khỏe cộng đồng sau bạo lực và các cuộc biểu tình diễn ra tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 và lễ nhậm chức của Tổng thống sắp tới. Bowser cho biết khi thủ đô dỡ bỏ các rào cản và mở cửa trở lại các con đường của mình, lệnh cấm ăn tối trong nhà kéo dài sẽ kết thúc vào lúc 5 giờ sáng thứ Sáu, cho phép các nhà hàng cung cấp dịch vụ ăn uống cho đến khi họ đạt 25% công suất trong nhà thông thường. Tin Hoa Kỳ, Texas chuẩn bị đưa ra nhiều vụ kiện chống lại chính quyền Joe Biden. Với việc Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức và hai thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Georgia mới đắc cử tuyên thệ nhậm chức vào thứ Tư, các đảng viên Cộng hòa Texas đang chuẩn bị đưa ra một loạt các thách thức pháp lý để đẩy lùi chương trình nghị sự tiến bộ của chính quyền sắp tới. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã báo hiệu một chương trình nghị sự thiên tả về năng lượng, thuế, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và các ưu tiên khác. Joe Biden đã tuyên bố sẽ tham gia lại Hiệp định Khí hậu Paris và thực hiện các bước sâu rộng về biến đổi khí hậu, bao gồm tìm cách cắt giảm một nửa lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030 và chấm dứt hiệu quả vào khoảng năm 2050, làm dấy lên những lo ngại tồn tại từ ngành nhiên liệu hóa thạch, một ngành kinh tế chủ chốt trụ cột cho Texas. Joe Biden cũng đã đề xuất cải cách nhập cư sâu rộng sẽ tạo ra con đường trở thành công dân cho hơn 11 triệu người nhập cư bất hợp pháp và có kế hoạch lùi việc cắt giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Trump và tăng thuế thu nhập. Thống đốc Texas Greg Abbott, người khi còn giữ chức vụ tổng trưởng lý của tiểu bang, đã tuyên bố nổi tiếng: "Tôi vào văn phòng, tôi kiện chính phủ liên bang và tôi về nhà." Hôm thứ Bảy đã cho biết tòa bạch ốc Joe Biden có thể mong đợi một loạt pháp lý thách thức từ tiểu bang Texas. Một vụ kiện mới do Texas lãnh đạo đang chờ đợi tòa bạch ốc của Joe Biden, Abbott viết trong một tweet vào hôm thứ Bảy vừa qua. Texas sẽ hành động bất cứ khi nào chính phủ liên bang xâm phạm quyền của các tiểu bang và can thiệp vào các quyền hiến pháp hoặc quyền sở hữu tư nhân hoặc quyền kiếm sống, Abbott nói thêm. Kelly McEnany để lại thư cho các quan chức báo chí Joe Biden. Thư ký báo chí của Tổng thống Donald Trump Kelly McEnany cho biết hôm thứ Tư rằng bà đã để lại các ghi chú cho các quan chức báo chí của Tổng thống Joe Biden. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nhóm báo chí và truyền thông của Tổng thống Joe Biden. McEnany đã tweet vào hôm thứ Tư và thêm rằng cô ấy đã để lại ghi chú cho thư ký báo chí của Joe Biden, Jen Psaki và những người khác. McEnany viết: "Gửi lời cầu nguyện của tôi khi bạn bắt đầu phục vụ nhân dân Hoa Kỳ." McEnany viết thêm: "Cô đã để lại ghi chú cho cố vấn cấp cao kiêm phát ngôn viên trưởng Simon Sanders, người giám đốc truyền thông Katie Bedingfield và phó thư ký báo chí chính Karen Jane Pierre." Psaki hôm thứ Tư đã viết trên Twitter rằng cô ấy đang ở tòa bạch ốc. Theo phát ngôn viên mãn nhiệm của tòa bạch ốc Judy, cựu Tổng thống Donald Trump đã để lại lời nhắn cho Joe Biden trước khi ông rời tòa bạch ốc trong tuần này. Nội dung của ghi chú không được tiết lộ. Các cựu thống đốc đã để lại những bức thư cho các tổng thống sắp mãn nhiệm. Những kẻ bạo động Antifa ở Seattle gây thiệt hại cho cửa hàng Starbucks đầu tiên trong cuộc biểu tình của Joe Biden. Những kẻ bạo động Antifa thất vọng về lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden
và đã gây thiệt hại cho một số cơ sở kinh doanh trong một đêm hỗn loạn ở Seattle, bao gồm cả cửa hàng Starbucks đầu tiên, một điểm du lịch thu hút những người yêu cà phê đến địa điểm lịch sử. Các video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám đông người biểu tình tuần hành qua các thành phố bày tỏ sự coi thường đối với Joe Biden, người đã tuyên thệ nhậm chức trước đó trong giờ hành chính, và cầu xin cả nước xích lại gần nhau. Cảnh sát đã thực hiện 3 vụ bắt giữ vì các tội danh gồm trộm cắp, hành hung và gây thiệt hại tài sản. Và giờ này xin mời quý vị cùng theo dõi một số kỷ niệm về Tổng thống Donald Trump. Trước hết, top 10 câu nói truyền cảm hứng của Tổng thống Donald Trump. Câu thứ nhất, đã mất công suy nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? Quy tắc là thứ sinh ra để được phá vỡ. Sống phải có đam mê, tôi chưa thấy ai thành công mà không có đam mê của riêng mình. Tự tin là điều rất quan trọng, nhưng tự tin không phải thể hiện qua lời nói mà bạn phải thực sự tin tưởng vào nó. Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi, can đảm là vẫn làm đến cùng mặc cho nỗi sợ hãi bủa vây. Tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung tuyệt đối vào hiện tại. Người chiến thắng là người biết đủ, đôi khi bạn phải chấp nhận buông bỏ và tìm một cơ hội khác cho mình. Sự kiên trì chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại. Đừng cố công bằng giữa công việc và vui chơi, thay vào đó hãy biến công việc thành niềm vui của bạn. Chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể đánh chìm cả con tàu lớn. Mời quý khán giả cùng nghe bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump có phụ đề Việt ngữ đến với người dân Hoa Kỳ trước khi ông rời tòa Bạch Ốc. My fellow Americans, 4 years ago we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens. In short, we embarked on a mission to make America great again for all Americans. As I conclude my term as the 45th President of the United States, I stand before you truly proud of what we have achieved together. We did what we came here to do, and so much more. This week, we inaugurate a new administration and pray for its success in keeping America safe and prosperous. We extend our best wishes, and we also want them to have luck, a very important word. I'd like to begin by thanking just a few of the amazing people who made our remarkable journey possible. First, let me express my overwhelming gratitude for the love and support of our spectacular First Lady, Melania. Let me also share my deepest appreciation to my daughter Ivanka, my son-in-law Jared, and to Baron Don, Eric, Tiffany, and Lara. You fill my world with light and with joy. I also want to thank Vice President Mike Pence, his wonderful wife Karen, and the entire Pence family. Thank you as well to my Chief of Staff, Mark Meadows, the dedicated members of the White House staff, and the cabinet and all of the incredible people across our administration who poured out their heart and soul to fight for America. I also want to take a moment to thank a truly exceptional group of people, the United States Secret Service. My family and I will forever be in your debt. My profound gratitude as well to everyone in the White House military office, the teams of Marine One and Air Force One, every member of the armed forces, and state and local law enforcement all across our country. Most of all, I want to thank the American people. To serve as your president has been an honor beyond description. Thank you for this extraordinary privilege, and that's what it is, a great privilege and a great honor. We must never forget that while Americans will always have our disagreements, we are a nation of incredible, decent, faithful, and peace-loving citizens who all want our country to thrive and flourish and be very, very successful and good. We are a truly magnificent nation.
All Americans were horrified by the assault on our Capitol. Political violence is an attack on everything we cherish as Americans. It can never be tolerated. Now more than ever, we must unify around our shared values and rise above the partisan rancor and forge our common destiny. 4 years ago, I came to Washington as the only true outsider ever to win the presidency. I had not spent my career as a politician, but as a builder looking at open skylines and imagining infinite possibilities. I ran for president because I knew there were towering new summits for America just waiting to be scaled. I knew the potential for our nation was boundless as long as we put America first. So I left behind my former life and stepped into a very difficult arena, but an arena nevertheless with all sorts of potential if properly done. America had given me so much, and I wanted to give something back. Together with millions of hardworking patriots across this land, we built the greatest political movement in the history of our country. We also built the greatest economy in the history of the world. It was about America first because we all wanted to make America great again. We restored the principle that a nation exists to serve its citizens. Our agenda was not about right or left. It wasn't about Republican or Democrat, but about the good of a nation, and that means the whole nation. With the support and prayers of the American people, we achieved more than anyone thought possible. Nobody thought we could even come close. We passed the largest package of tax cuts and reforms in American history. We slashed more job-killing regulations than any administration had ever done before. We fixed our broken trade deals, withdrew from the horrible Trans-Pacific Partnership and the impossible Paris Climate Accord, renegotiated the one-sided South Korea deal, and we replaced NAFTA with the groundbreaking USMCA, that's Mexico and Canada, a deal that's worked out very, very well. Also, and very importantly, we imposed historic and monumental tariffs on China, made a great new deal with China. But before the ink was even dry, we and the whole world got hit with the China virus. Our trade relationship was rapidly changing. Billions and billions of dollars were pouring into the U.S., but the virus forced us to go in a different direction. The whole world suffered, but America outperformed other countries economically because of our incredible economy and the economy that we built. Without the foundations and footings, it wouldn't have worked out this way. We wouldn't have some of the best numbers we've ever had. We also unlocked our energy resources and became the world's number one producer of oil and natural gas, by far. Powered by these policies, we built the greatest economy in the history of the world. We reignited America's job creation and achieved record low unemployment for African Americans, Hispanic Americans, Asian Americans, women, almost everyone. Income soared, wages boomed, the American dream was restored, and millions were lifted from poverty in just a few short years. It was a miracle. Stock markets set one record after another, with 148 stock market highs during this short period of time, and boosted the retirements and pensions of hardworking citizens all across our nation. 401ks are at a level they've never been at before. We've never seen numbers like we've seen, and that's before the pandemic and after the pandemic. We rebuilt the American manufacturing base, opened up thousands of new factories, and brought back the beautiful phrase, made in the USA. To make life better for working families, we doubled the child tax credit and signed the largest ever expansion of funding for child care and development. We joined with the private sector to secure commitments to train more than 16 million American workers for the jobs of tomorrow. When our nation was hit with the terrible pandemic, we produced not one, but two vaccines with record-breaking speed, and more will quickly follow.
They said it couldn't be done, but we did it. They called it a medical miracle, and that's what they're calling it right now, a medical miracle. Another administration would have taken 3, 4, 5, maybe even up to 10 years to develop a vaccine. We did it in 9 months. We grieve for every life lost, and we pledge in their memory to wipe out this horrible pandemic once and for all. When the virus took its brutal toll on the world's economy, we launched the fastest economic recovery our country has ever seen. We passed nearly $4 trillion in economic relief, saved or supported over 50 million jobs, and slashed the unemployment rate in half. These are numbers that our country has never seen before. We created choice and transparency in healthcare, stood up to Big Pharma in so many ways, but especially in our effort to get favored nations clauses added, which will give us the lowest prescription drug prices anywhere in the world. We passed VA choice, VA accountability, right to try, and landmark criminal justice reform. We confirmed 3 new justices of the United States Supreme Court. We appointed nearly 300 federal judges to interpret our Constitution as written. For years, the American people pleaded with Washington to finally secure the nation's borders. I am pleased to say we answered that plea and achieved the most secure border in U.S. history. We have given our brave border agents and heroic ICE officers the tools they need to do their jobs better than they have ever done before and to enforce our laws and keep America safe. We proudly leave the next administration with the strongest and most robust border security measures ever put into place. This includes historic agreements with Mexico, Guatemala, Honduras, and El Salvador, along with more than 450 miles of powerful new wall. We restored American strength at home and American leadership abroad. The world respects us again. Please don't lose that respect. We reclaimed our sovereignty by standing up for America at the United Nations and withdrawing from the one-sided global deals that never served our interests. And NATO countries are now paying hundreds of billions of dollars more than when I arrived just a few years ago. It was very unfair. We were paying the cost for the world. Now the world is helping us. And perhaps most importantly of all, with nearly $3 trillion, we fully rebuilt the American military, all made in the USA. We launched the first new branch of the United States Armed Forces in 75 years, the Space Force. And last spring, I stood at Kennedy Space Center in Florida and watched as American astronauts returned to space on American rockets for the first time in many, many years. We revitalized our alliances and rallied the nations of the world to stand up to China like never before. We obliterated the ISIS caliphate and ended the wretched life of its founder and leader, al-Baghdadi. We stood up to the oppressive Iranian regime and killed the world's top terrorist, Iranian butcher Qasem Soleimani. We recognized Jerusalem as the capital of Israel and recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. As a result of our bold diplomacy and principled realism, we achieved a series of historic peace deals in the Middle East. Nobody believed it could happen. The Abraham Accords opened the doors to a future of peace and harmony, not violence and bloodshed. It is the dawn of a new Middle East, and we are bringing our soldiers home. I am especially proud to be the first president in decades who has started no new wars. Above all, we have reasserted the sacred idea that in America, the government answers to the people. Our guiding light, our North Star, our unwavering conviction has been that we are here to serve the noble, everyday citizens of America. Our allegiance is not to the special interests, corporations, or global entities. It's to our children, our citizens, and to our nation itself. As president, my top priority, my constant concern, has always been the best interests of American workers and American families.
I did not seek the easiest course. By far, it was actually the most difficult. I did not seek the path that would get the least criticism. I took on the tough battles, the hardest fights, the most difficult choices, because that's what you elected me to do. Your needs were my first and last unyielding focus. This, I hope, will be our greatest legacy. Together, we put the American people back in charge of our country. We restored self-government. We restored the idea that in America, no one is forgotten because everyone matters and everyone has a voice. We fought for the principle that every citizen is entitled to equal dignity, equal treatment, and equal rights because we are all made equal by God. Everyone is entitled to be treated with respect, to have their voice heard, and to have their government listen. You are loyal to your country, and my administration was always loyal to you. We worked to build a country in which every citizen could find a great job and support their wonderful families. We fought for the communities where every American could be safe and schools where every child could learn. We promoted a culture where our laws would be upheld, our heroes honored, our history preserved, and law-abiding citizens are never taken for granted. Americans should take tremendous satisfaction in all that we have achieved together. It's incredible. Now, as I leave the White House, I have been reflecting on the dangers that threaten the priceless inheritance we all share. As the world's most powerful nation, America faces constant threats and challenges from abroad. But the greatest danger we face is a loss of confidence in ourselves, a loss of confidence in our national greatness. A nation is only as strong as its spirit. We are only as dynamic as our pride. We are only as vibrant as the faith that beats in the hearts of our people. No nation can long thrive that loses faith in its own values, history, and heroes, for these are the very sources of our unity and our vitality. What has always allowed America to prevail and triumph over the great challenges of the past has been an unyielding and unashamed conviction in the nobility of our country and its unique purpose in history. We must never lose this conviction. We must never forsake our belief in America. The key to national greatness lies in sustaining and instilling our shared national identity. That means focusing on what we have in common, the heritage that we all share. At the center of this heritage is also a robust belief in free expression, free speech, and open debate. Only if we forget who we are and how we got here could we ever allow political censorship and blacklisting to take place in America. It's not even thinkable. Shutting down free and open debate violates our core values and most enduring traditions. In America, we don't insist on absolute conformity or enforce rigid orthodoxies and punitive speech codes. We just don't do that. America is not a timid nation of tame souls who need to be sheltered and protected from those with whom we disagree. That's not who we are. It will never be who we are. For nearly 250 years, in the face of every challenge, Americans have always summoned our unmatched courage, confidence, and fierce independence. These are the miraculous traits that once led millions of everyday citizens to set out across a wild continent and carve out a new life in the Great West. It was the same profound love of our God-given freedom that willed our soldiers into battle and our astronauts into space. As I think back on the past 4 years, one image rises in my mind above all others. Whenever I traveled all along the motorcade route, there were thousands and thousands of people. They came out with their families so that they could stand as we passed and proudly wave our great American flag. It never failed to deeply move me. I knew that they did not just come out to show their support of me. They came out to show me their support and love for our country. This is a republic of proud citizens who are united by our common conviction that America is the greatest nation in all of history.
We are and must always be a land of hope, of light, and of glory to all the world. This is the precious inheritance that we must safeguard at every single turn. For the past 4 years, I have worked to do just that. From a great hall of Muslim leaders in Riyadh to a great square of Polish people in Warsaw, from the floor of the Korean Assembly to the podium at the United Nations General Assembly, and from the Forbidden City in Beijing to the shadow of Mount Rushmore, I fought for you, I fought for your family, I fought for our country. Above all, I fought for America and all it stands for, and that is safe, strong, proud, and free. Now, as I prepare to hand power over to a new administration at noon on Wednesday, I want you to know that the movement we started is only just beginning. There's never been anything like it. The belief that a nation must serve its citizens will not dwindle, but instead only grow stronger by the day. As long as the American people hold in their hearts deep and devoted love of country, then there is nothing that this nation cannot achieve. Our communities will flourish. Our people will be prosperous. Our traditions will be cherished. Our faith will be strong. And our future will be brighter than ever before. I go from this majestic place with a loyal and joyful heart, an optimistic spirit, and a supreme confidence that for our country and for our children, the best is yet to come. Thank you and farewell. God bless you. God bless the United States of America. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Việt News Arizona và US, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân. Đừng quên bấm nút subscribe cũng như chia sẻ video đến cho mọi người. Chân thành cảm ơn. Còn gì sung sướng hơn được thưởng thức một ly nước mía tươi thơm ngon tinh khiết? Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu máy ép nước mía, đủ gọn để dùng cho gia đình, đủ mạnh để dùng cho nhà hàng và tiệm bô ba. Chiếc máy tạo nước giải khát siêu tinh khiết, nhỏ, gọn, tiện lợi, độ bền cao, dễ sử dụng với chất lượng vượt trội, rất mạnh, ép kiệt nước chỉ trong một lần với một năm bảo hành tại Mỹ. Hãy gọi ngay 480-359-9617, 480-359-9617 để có cho mình và tiệm một máy ép nước mía siêu tinh khiết.